Số 310, Kinh Đại Bộ Tích, Quyển 73, Hán Dịch Đời Bắc Tề, Tâm Tạng Pháp Sư, Na Liên Đề Gia Xá, Pháp Hội 16, Bồ Tát Thấy Phật phần 13. Phẩm 25, Sáu Giới Sai Biệt phần 1. Bây giờ vua Tịnh Phạn và quyến thuộc thấy Atula Ca Lâu La và Long Nữ, Cư Bằng Trà Cà Thất Bà, Dạ Xoa Khẩu Na La, Ma Hồ La Già, Chúng Trời Hư Không Hành, Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam, Dạ Ma Đâu Xuất Đà Hóa Lạc, Thâu Hóa Từ Tại, Phạm Ma Quán Âm biến tịnh cho đến chúng trời quảng quả. Cũng như Đức Phật được thọ ký, cũng nghe trời Tịnh Cư nó kệ tán thán Phật là thấy ngoại đạo cũng được thọ ký. Nhà vua suy nghĩ, việc ấy hư hữu chẳng nghĩ bàn được. Đức Thế Tôn rất khéo nói như vậy, tất cả thế gian rồi đều vui mừng. Do thương yêu con trai mình nên vua Tịnh Phạn đối với Đức Phật tình ý rất ân cần. Đức Thế Tôn nói với vua Tịnh Phạn, Pháp của Phật nói, trước giữa sau đều thiện cả, nghĩa ấy rất sâu xa, vị ấy thuần thiện, thanh tịnh không sang tạp, thanh bạch không ô nhiễm, nói rõ pháp phạm hạnh, những phạm hạnh gì? Đó là pháp môn phân biệt sáu giới. Nay vua nên lắng nghe, khéo suy nghĩ, Phật sẽ vì vua mà nói. Vua nói lành thay, nay xin nghe kỹ, xin Phật nói rõ cho. Đức Phật nói, này đại vương, pháp môn phân biệt sáu giới là gì? Này đại vương, sáu giới được nói đó là trường phu, sáu xuất nhập cũng là trường phu, 18 ý thức cảnh giới cũng là trường phu. Này đại vương, vì sao Phật nói sáu giới tức là trường phu? Những gì là sáu giới đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Nói rằng sáu giới là trường phu, chính là đó vậy. Vì sao Phật nói lục xúc nhập gọi là trường phu? Những gì là sáu xúc nhập? Đó là vì nhãn xuất nhập tới các sắc, nhị tỷ thiệt thân cũng như vậy, cho đến vị ý xuất nhập biết các pháp, nói rằng sáu xuất nhập là trường phu, chính là đây vậy. Vì sao Phật nói 18 ý thức cảnh giới là trường phu? 18 ý thức cảnh giới là gì? Đó là nhãn thấy được sắc, vô ý do ức tượng phân biệt, mà sinh tư giác, thấy sắc không vô ý cũng ức tượng phân biệt mà sinh tư giác, thấy sắc xả ý. Cũng ức tượng phân biệt mà sinh tư giác. Nhị tỷ thiệt thân cũng như vậy. Cho đến ý biết pháp vừa ý, biết pháp không vừa ý, biết pháp xả ý, xả xứ ý đều ức tượng phân biệt. Nói rằng 18 ức ý thức cảnh giới là trường phu chính là đây vậy. Này đại vương, địa giới có hai thứ nội và ngoại. Này đại vương, nội địa giới là những gì? Nội địa giới là những gì trong tự thân có. Mỗi nội thân đều có, thuộc về những thứ cứng rắn có được, có lấy như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy não, ngũ tạng, lục phủ, đại tiện. Những thứ ấy gọi là nội địa giới. Này đại vương, ngoại địa giới của thân là những gì? Ngoại địa giới là những gì ngoài thân có. Những thứ cứng rắn chặn được, chặn lấy, đây gọi là ngoại địa giới của thân. Này đại vương, địa giới trong thân, lúc nó sinh không từ đâu đến, lúc nói diệt cũng không đi đâu. Này đại vương, có lúc nữ nhân tự phân biệt mình là nữ nhân, tự phân biệt mình là nữ nhân rồi, thế nam tử kia lại phân biệt kia là nam tử, đây là nữ nhân. Phân biệt nam nữ đây đó rồi, bèn sinh ý tưởng dục, ưa muốn hòa hợp, mà sinh ái nhiễm nơi nam tử ấy. Nam tử ấy cũng tự phân biệt mình là nam tử, tự phân biệt mình là nam tử rồi. Thấy nữ nhân kia bèn sinh phân biệt kia là nữ nhân, đây là nam tử. Phân biệt như vậy rồi, đối với nữ nhân, sinh ái nhiễm. Nam tử và nữ nhân ấy đều sinh ái nhiễm, mà cùng hòa hợp, do hòa hợp mà có ca la lã. Này đại vương, nam tử phân biệt ấy và sự được phân biệt, cả hai đều chẳng thể nắm bắt được. Nữ nhân và tánh nữ nhân cũng chẳng thể nắm bắt được. Nam tử và tánh nam tử cũng chẳng thể nắm bắt được, do đó chẳng tương tục mà sinh phân biệt. Phân biệt ấy tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt, như phân biệt tự tánh chẳng thể nắm bắt được, hòa hợp và tánh hòa hợp cũng chẳng thể nắm bắt, như hòa hợp và tánh hòa hợp chẳng thể nắm bắt được, ca la lã và tánh ca la lã cũng chẳng thể nắm bắt. Nếu tự tánh chẳng thể nắm bắt được, thì nó làm sao có thể sinh được cứng rắn? Này đại vương nên biết phân biệt mà sinh ra có thứ cứng rắn ấy. Thứ cứng rắn lúc sinh không có từ đâu đến. Này đại vương, có lúc thân này rốt cuộc làm tử thi. Tử thi cứng rắn ấy lúc biến hoại, nó chẳng về phương đông,
cũng chẳng về phương Nam, phương Bắc, phương Tây, bốn phương góc và hai phương trên dưới. Như trên đây, đó là nội thân địa giới. Này đại vương, có lúc chỗ ở của thế gian đây đều trống rỗng. Lại sinh cung điện bằng bảy báu phạm thiên, tướng cứng rắn của cung điện ấy, lúc sinh không từ đâu đến. Tướng cứng rắn của cung điện, bảy báu trời tạo hóa tự tại, trời hóa lạc, trời đau xuất, trời dạ ma, trời đau lợi, trời tứ thiên vương, lúc sinh không từ đâu đến. Núi Tiết Vi, núi Đại Tiết Vi cứng rắn như kim cang, lúc sinh không từ đâu đến, cho đến các núi như núi Tu Di, núi Ni Dân Đạt, núi Dục Càn Đạt, núi Y Sa Đạt, núi Khư Đề La Ca, núi Tỳ Na Đa Ca, núi A Diệp Ba Kiệt Na, núi Tô Đạt Xá Na, núi Ma Tô Đạt Xá Na, núi Ưu Đế Già La, Tuyết Sơn, Hương Sơn, Hắc Sơn, vân vân, khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, tất cả thứ cứng rắn trong ấy, lúc sinh không từ đâu đến. Đại địa này dày 160 vạn do tuần, lúc sinh không từ đâu đến. Này đại vương, có lúc thế giới này hư hoại, lúc sắp hoại, đại địa này hoặc bị lửa cháy nát, hoặc bị nước trôi rã, hoặc bị gió thổi tan. Lúc lửa cháy, đại địa này cho đến khói tro cũng không còn thấy, như dầu tô bị lửa cháy tan biến không sót thừa, như lấy muối bỏ vào nước tiêu tan hết cả. Lúc bị gió thổi hoại cũng không còn sót thừa, như gió mạnh tỳ lam thổi tan mất bầy phi điểu không còn sót thừa. Địa giới trong ấy lúc tan diệt cũng không đi đâu. Này đại vương, như vậy nội thân địa giới và ngoại thân địa giới, lúc nó sinh không tự đâu đến, lúc nó diệt cũng chẳng đi đâu. Lúc nó sinh cũng không, lúc nó trụ cũng không, sinh và trụ hai thời gian thể tánh đều không. Này đại vương, thủy giới cũng có hai thứ nội và ngoại. Nội thân thủy giới là những thứ mà bên trong thân tự có, và mỗi mỗi thân khác bên trong đều có, đều âm giữ như là nước, tánh nước, thể nước hoặc thuần, tánh nhuần. Thể nhuần ở trong thân gồm nước mắt, nước mũi, mồ hôi, nước miếng, mủ, máu, đàm, mỡ, tủy, sữa, tiêu tiện. Những vật như vậy gọi là nội thủy giới của thân. Ngoài thân thủy giới là những thứ nước, tánh nước, thể nước và nhuần, tánh nhuần, thể nhuần mà thân không được chạm nhiếp. Này đại vương, thủy giới trong thân ấy, lúc nó sinh không tự đâu lại, lúc nó diệt cũng chẳng đi đâu. Những lúc thấy người yêu thương thì trong mắt chảy nước, mà lúc bị khổ bức trong mắt cũng chảy nước. Lúc nghe pháp kính tinh, nước mắt chảy ra, mà bị phong hàn cũng chảy nước mắt. Lúc mắt nhậm đỏ cũng vậy. Nước mắt ấy, lúc sinh không tự đâu đến, lúc diệt cũng chẳng đi đâu. Này đại vương, có lúc thủy giới trong thân tăng trưởng quá nhiều, có thể diệt hỏa giới trong thân. Lúc hỏa giới ấy diệt, nó không đi đến đâu. Này đại vương, nội ngoại giới của thân này, khi sinh cũng không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi đâu. Nội ngoại giới của thân này, khi sinh cũng không, khi diệt cũng không. Này đại vương, tánh thủy giới của thân tự nó là không. Có lúc hỏa giới trong thân quá tăng thạnh, có thể làm khô cạn thủy giới trong thân. Lúc bị đốt cạn, thủy giới ấy không đi đến đâu. Này đại vương, hỏa giới và thủy giới trong thân ấy, lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó chẳng đi đâu. Lúc sinh nó cũng không, lúc diệt nó cũng không, thể tánh tự nó tự không. Này đại vương, là có lúc thế giới này hư hoại, lúc thế giới này sắp hoại, trong hư không nổi lên 32 lớp mây dày trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Chia khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rồi, đã qua đến năm trung kiếp. Trời đổ mưa lớn xối xả không ngơi, sau đó lại trải qua năm trung kiếp. Mưa thật to lớn, nước ngập đầy đến Phạm Thiên. Này đại vương, thế giới to lớn ấy, lúc đầu sinh không từ đâu đến. Này đại vương, lại có lúc thế giới này hư hoại, lúc sắp hoại trong thế giới này, có hai mặt trời xuất hiện. Bấy giờ suối nguồn sông nhỏ đều khô cạn, kể đến có ba mặt trời xuất hiện. Khi mặt trời thứ ba xuất hiện, sông ngòi khắp đại địa đều khô cạn, kể đến có bốn mặt trời xuất hiện. Khi mặt trời thứ tư xuất hiện, nguồn nước của các sông lớn đều khô hết, kể đến có năm mặt trời xuất hiện. Khi mặt trời thứ năm xuất hiện, nước trong biển lớn lần lần khô cạn, từ một do tuần đến 2, 3, 4, 5 do tuần,
lần lần khô cạn đến 10 giờ tuần, trăm giờ tuần, ngàn giờ tuần, vạn giờ tuần, đến 44.000 giờ tuần đều khô cạn. Bây giờ nước còn thừa trong biển lớn từ 4 vạn giờ tuần, lần lần còn 3 vạn, 2 vạn, 1 vạn, 9.000, 8.000 đến còn 1.000 giờ tuần, lần lần cạn còn thừa 900, 800 đến 100 giờ tuần, lần lần cạn còn thừa 90 đến còn 10 giờ tuần, càng lần còn thừa từ 9 đến 1 giờ tuần, càng lần còn thừa 5 dặm đến 10 đa la thọ, đến 9 còn 1 đa la thọ, càng lần còn thừa từ 10 người đến còn 1 người, càng lần từ cổ đến ngực, đến bụng, đến hông, đến đùi, đến đầu gối, đến gót chân của một người, cho đến chỉ còn vụn nước như dấu chân trâu. Bây giờ trong biển lớn chỉ còn chút tướng ẩm ướt như lúc trời mưa, thoạt ướt thoạt khô. Lần đến lúc trong biển lớn hơi ướt chỉ còn thấm mặt một ngón tay. Này đại vương, thế giới ấy lúc lần lần diệt, nó chẳng đi đến đâu, mười phương đều không đến. Lúc sinh nó cũng không, lúc trụ nó cũng không, lúc diệt nó cũng không. Như vậy tánh thế giới ấy chẳng thể nắm bắt, chỉ có riêng tác dụng thôi. Nhưng riêng tác dụng ấy chẳng phải nam, chẳng phải nữ, không có tướng để được. Này đại vương, hạ giới cũng có hai thứ nội và ngoại. Này đại vương, nội hạ giới là gì? Những gì mà trong thân có và trong thân khác cũng có, cũng âm giữ thuộc về hỏa. Hỏa thể, hỏa tướng và nhiệt. Nhiệt thể, nhiệt tướng đó là trong thân có hơi ấm nóng hay làm tiêu hóa thức ăn uống, nhập vào số nhiệt độ ấy. Đây gọi là nội hỏa giới của thân. Này đại vương, ngoài hỏa giới của thân là gì? Đó là những gì bên ngoài thân có, không nắm giữ được, không nhận lãnh được thuộc về hỏa. Hỏa thể, hỏa tướng và hơi ấm nóng ở ngoài thân, đó gọi là ngoại hỏa giới của thân. Này đại vương, có lúc ca la lã trong bào tai, thân nội hỏa giới tăng thạnh làm thế giới lần kém, nên ca la lã, đặt lần, cứng lần, như đồ kim khí do hỏa lực mà lần cứng rắn, ca la lã cứng đặt thì gọi là yết phù đà. Yết phù đà do hỏa lực mà thành nên tên là ti thi ca. Ti thi ca do hỏa lực mà thành tên là kiên cố. Kiên cố do hỏa lực làm thành mọc ra năm chi. Như vậy này đại vương, thủy giới ấy do hỏa giới thành thục. Như vậy thủy giới ấy lần đặt lần cứng mà thành khối thịt. Này đại vương, lúc hỏa giới ấy sinh, nó không từ đâu lại mà có thể tiêu đốt, tiêu thủy giới. Này đại vương, có lúc trong thân người có bệnh hỏa giới lần diệt tận. Vì hỏa giới diệt tận nên đồ ăn uống không tiêu hóa, mà người bệnh ấy không thể ăn uống được. Vì không ăn uống nên hỏa giới diệt hết, và người bệnh phải chết. Này đại vương, hỏa giới lúc diệt, nó chẳng đi đến mười phương. Lúc sinh nó cũng không, lúc diệt nó cũng không, mà hỏa giới ấy từ xưa thể tánh nó vốn tự không. Này đại vương, có thời kỳ thế giới hư hoại, lúc thế giới hoại, hỏa giới ngoài thân tăng thạnh cháy đỏ suốt khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Này đại vương, ngoại hỏa giới của thân ấy lúc sinh không từ đâu đến. Này đại vương, lại có lúc khối lửa lớn ấy cháy khắp cõi tam thiên đại thiên rồi tắt. Lửa, lúc lửa ấy diệt, nó chẳng đến đâu, chẳng đến mười phương. Này đại vương, hỏa giới ngoài thân ấy lúc sinh cũng không, lúc diệt cũng không, thể tánh đó tự không, chẳng phải có, chẳng thể được, chỉ là riêng dụng. Nhưng riêng dụng ấy chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Này đại vương, phong giới cũng có hai thứ nội và ngoại. Phong giới trong thân là gì? Trong thân mình và trong thân người được có phong giới bị thọ, bị giữ lấy. Phong, thể phong, danh phong, tốc tật, thể bất tốc tật, danh tốc bật. Đó là ở nơi tứ chi là phong, ở nơi tỳ vị là phong, đi nơi năm vóc là phong, đi nơi lóng đốt và các chi phần lớn nhỏ cũng đều là phong. Hơi thở ra vào cũng là phong, nó tóm lại đi khắp trong thân thể đều là phong. Đó gọi là nội phong giới của thân. Có lúc phong giới trong thân ấy tăng thạnh, tập hợp, có thể làm cho thủy giới khô khan, cũng có thể làm tổn giảm hỏa giới. Do đó thân người không nhuận trạch, cũng không ấm nóng. Bụng phình trướng, tay chân co cứng, các mạch máu căng đầy, gân lóng rút giật rất đau khổ hoặc phải chết.
Này đại vương, phàm giới trong thân ấy lúc sinh không từ đâu đến. Này đại vương, người bệnh phong ấy hoặc gặp lương y cho đúng thuốc hay nên bệnh phong dứt hết. Lúc phàm giới ấy diệt cũng không đi đâu, lúc nó sinh cũng không, lúc nó diệt cũng không, tha tánh nó tự không. Phàm giới ngoài thân là gì? Này đại vương, những gì ngoài thân có mà thân chẳng thủ chẳng thọ, thuộc về phong, thể phong, danh phong, tốc tật, thể tốc tật, danh tốc tật, đây gọi là phong giới ngoài thân. Này đại vương, có lúc ngoài phong giới ấy tăng thạnh, vì tăng thạnh nên phong giới tập hợp làm rụm lá, gãy nhánh, gãy cây tróc gốc, lỡ non ngạ núi, tan nát thành vi trần, cả cõi tam thiên đại địa này, bây giới mạnh ấy thổi lăn chuyển xoay tròn, như thợ gốm lấy gậy xoay chuyển vòng khuôn. Cõi tam thiên đại thiên này bị gió thổi xoay tròn cũng vậy, như chút ít bột mịn bị gió thổi tan khó thấy được. Cõi tam thiên đại thiên này bị gió mạnh thổi tan thành vi trần cũng khó thấy được như lúc có gió lớn ấy, lấy nắm đất rải theo gió bay tan khó thấy được. Cõi tam thiên đại thiên này lúc bị gió mạnh thổi tan cũng khó thấy được như vậy. Này đại vương, phong giới ngoài thân ấy lúc sinh không từ đâu đến, là như đầu mùa hạ ngoài phong giới đều ẩn mất, do ẩn mất nên trời khô nóng không gió, trên cỏ cây không có giọt sương nên cây cỏ đều khô héo. Này đại vương, ngoài phong giới ấy lúc diệt nó không đi đâu, phong giới ấy lúc sinh cũng không, lúc diệt cũng không, tà tánh nó tự không. Này đại vương, nội phong giới và ngoại phong giới ấy, cả hai đều không, thể tánh nó tự lìa, tướng cũng tự lìa, tánh cũng chẳng thể nắm bắt được, tướng diệt cũng lìa. Vì sao? Vì phong giới ấy chẳng phải tác, không có tác giả vậy. Này đại vương, hư không giới là gì? Nó cũng có hai thứ nội và ngoại. Nội hư không giới là gì? Hoặc trong thân mình, hoặc trong thân người được thọ, được lấy, đó là hư không. Thể hư không, danh hư không, những gì trong thân ấy sinh ra nhập vào số các ấm, các xứ và các giới, bao nhiêu những lỗ huyệt, đây gọi là nội hư không giới. Ngoài hư không giới là gì? Đó là ngoài thân có phi sắc rỗng không cho đến không có một vật nhỏ như sợi lông, ấy gọi là hư không, đây gọi là ngoại hư không giới. Này đại vương, có lúc do nghiệp nhân duyên nên sang sinh các nhập. Các nhập ấy sinh được rồi, vây quanh không giới, bấy giờ được gọi là nhập vào số nội hư không giới. Này đại vương, trong mỗi mỗi pháp như vậy, suy cầu, không một nhãn nhập có thể được, chỉ có tác dụng. Này đại vương, do cớ gì mà không? Vì địa giới thanh tịnh, như địa giới thanh tịnh nên không, thủy hỏa phong giới thanh tịnh nên cũng không như vậy, nó không từ đâu đến. Này đại vương, có lúc tất cả các sắc đều hoại diệt làm hư không. Vì sao? Vì hư không giới vô tận. Này đại vương, chỉ nội hư không giới an trụ bất động, ví như vô vi niết bàn giới an trụ bất động, phải biết hư không giới khắp tất cả chỗ cũng vậy. Này đại vương, như có người ở nơi đồng hoang trống đào đất làm ao làm giếng, ý đại vương thế nào? Hư không ấy từ đâu đến? Vua nói, bạch Thế Tôn, nó không từ đâu đến. Đức Phật hỏi, này đại vương, nếu người ấy lấy đất lấp lại, ý đại vương thế nào? Hư không ấy đi đến đâu? Vua nói, bạch Thế Tôn, nó không đi đến đâu. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, hư không giới ấy không đến không đi. Vì sao? Vì hư không giới ấy chẳng phải nam chẳng phải nữ. Đức Phật nói, này đại vương, ngoài hư không giới cũng bất động, tánh nó không biến đổi. Hư không giới rộng không, chẳng phải là pháp có. Vì sao? Vì hư không giới chẳng phải nam, chẳng phải nữ vậy. Này đại vương, thức giới là gì? Như nhãn làm chủ phan chuyên nơi sắc, vì đối sắc nên nhãn thức sinh ra, hoặc biết được xanh vàng, đỏ trắng và các màu sắc. Còn biết được dài, ngắn, to, nhỏ các hình sắc, tất cả những vật sắc mà nhãn thức thấy được, ấy gọi là nhãn thức giới. Cũng vậy, hoặc biết tiếng, hoặc biết hương, hoặc biết vị, hoặc biết xúc, hoặc biết pháp, hoặc biết sáu căn sở duyên, sở tri, thì gọi đó là nhị thức giới, đến gọi là ý thức giới. Này đại vương, lại nữa, thức giới ấy chẳng nương các căn,
cũng chẳng nương nơi giới. Vì sao? Vì chẳng phải địa tịnh sắc làm nhãn nhập, chẳng phải thủy hỏa phong tịnh làm nhãn nhập. Vì sao? Vì chẳng phải địa giới thanh tịnh và các pháp khác làm nhãn nhập, mà người có đủ nhãn nhập, chẳng phải thủy hỏa phong giới thanh tịnh sắc và các sắc khác làm nhãn nhập, và người có đủ nhãn nhập. Vì sao? Vì các pháp vô tri vô liễu biệt vậy, không kham năng vậy, chẳng phải đầu giữa sau, chẳng phải nội ngoại trung gian. Này đại vương, thức giới như vậy biết cảnh trước rồi liền dứt mất, chẳng còn sinh lại. Thức ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không chỗ đi. Này đại vương, gì gọi là nhãn nhập? Đó là bốn đại cấu thành sắc thanh tịnh. Các pháp thể tánh nếu là tự không thì có gì là thanh, có gì là trượt? Trong các pháp không có tịnh uế thì sao lại ở trong các pháp mà thấy có tịnh uế? Như vậy này đại vương, vì thế nên biết nhãn nhập quyết định thể tánh cứu cánh không tịnh, tiền tế hậu tế đều chẳng thể nắm bắt. Vì sao? Vì vị lai chưa đến nên chẳng thể nắm bắt, quá khứ đã diệt nên cũng chẳng thể nắm bắt, vị lai và sự vị lai chẳng thể nắm bắt, nhãn xứ ấy cũng chẳng thể nắm bắt. Vì tự tánh lìa vậy, nếu thể tánh chẳng thể nắm bắt thì cũng không có được tánh nam tánh nữ. Đã không có tánh nam tánh nữ thì nào có ngã ngã sở? Này đại vương, nếu có ngã ngã sở đó là cảnh giới ma, không ngã không ngã sở thì gọi là cảnh giới chư Phật Như Lai. Vì sao? Về tất cả pháp ly ngã ngã sở. Này đại vương, như thật biết rõ nhãn nhập không, nhãn nhập tự tánh không. Vì sao? Vì nhãn nhập ấy tướng nó chẳng thể nắm bắt, thế nên nhãn nhập ấy tự tánh nó không tịch, tánh không ấy lìa tướng nhãn nhập, gọi là vô tướng. Ở nơi tướng không mong cầu nên gọi là vô nguyện. Đây là ở nơi nhãn nhập ba môn giải thoát hiện ra trước. Này đại vương, vì là nhĩ nhập giới cho đến thân nhập giới. Này đại vương, tất cả pháp ấy đối với ba giải thoát môn hiện tiền quyết định đến pháp giới cứu cánh khắp hư không, chẳng gọi được, chẳng nói được, chẳng dùng được, chẳng chỉ được, không tranh luận, không ngữ ngôn, không đo lường được. Này đại vương, đem nhãn đối với đối sắc gọi là điên đảo, nhĩ đối thanh, tỳ đối hương, tiệt đối vị, thân đối xúc, ý đối pháp gọi là điên đảo. Vì thế các pháp gọi là ý cảnh giới. Này đại vương, nhãn nhập đối sắc qua sự chấp buộc của sự thấy có ba thứ chướng ngại, như ngó thấy cảnh thuận sinh ý tưởng ái luyến, nó thánh cảnh trái sinh ý tưởng giận tức, thấy cảnh trung dung sinh ý tưởng xả. Nó nhập kia đối cảnh cũng có ba thứ ngại như vậy. Nếu duyên cảnh thuận sinh tâm ái, duyên cảnh nghịch sinh tâm sân, duyên cảnh trung dung sinh tâm ngu hoạt. Cảnh giới như vậy là chỗ sở hành của ý và chỗ biến hành của ý, vì thế nên gọi là ý cảnh giới. Này đại vương, ý ấy hành nơi sắc thuận thì sinh tham dục, hành nơi sắc trái thì khởi sân nộ, hành nơi sắc trung dung thì khởi vô minh. Như vậy, ý hành nơi thanh hương vị xúc cũng đều có ba sự khởi tham sân si, nghĩa là ý duyên cảnh thuận ý pháp sinh tham dục, ý duyên cảnh trái ý pháp sinh giận tức, ý duyên cảnh trung dung ý pháp sinh khởi vô minh ngu si. Này đại vương, phải biết như vậy, nơi các căn dáng như ảo hóa, biết cảnh giới ấy như mộng. Này đại vương, như người trong mộng cùng các thệ nữ và đại chúng vui vậy, người ấy sau khi thức dậy nhớ lại sự việc trong mộng. Nào đại chúng, nào các thể nữ, ý đại vương thế nào, sự việc được thấy trong mộng có thật chăng? Vua nói, bạch Thế Tôn, không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy đang lúc ở trong mộng cho là thật, có phải là trí chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, không phải trí. Vì sao? Vì đại chúng và thể nữ được thấy trong mộng cứu cánh là không, cũng chẳng thể nắm bắt, huống lại cùng nhau vui vầy, người ấy chỉ tự khổ nhọc, trọn không có thật. Ui trời ơi, ký nhiều quá. Đức Phật nói, này đại vương, các phàm phu ngu si không học hành pháp thấy sắc vừa ý, mắt thấy sắc rồi sinh lòng chấp trước, sinh chấp trước rồi khởi lòng ái trọng, khởi ái trọng rồi sinh tâm nhiễm trước, sinh nhiễm trước rồi làm nghiệp nhiễm trước, đó là thân ba nghiệp, khẩu bốn nghiệp và ý ba nghiệp, tạo nghiệp rồi liền dứt mất. Nghiệp ấy dứt rồi, chẳng y nương ở mười phương. Nghiệp ấy cho đến lúc lâm chung, tức tối hậu diệt, thấy việc làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Này đại vương,
Người ấy tự phần nghiệp dứt hết, nghiệp khác hiện ra giống như từ mộng thức dậy, rồi nhớ sự việc trong mộng. Này đại vương, như vậy tối hậu thức làm chủ nghiệp ấy làm nhân duyên, do hai duyên ấy mà trong phần sinh thức tâm bắt đầu khởi hoặc sinh địa ngục, hoặc sinh súc sinh, hoặc sinh giới Yamala, hoặc sinh Atula, hoặc sinh trong trời người, thức trước đã diệt, sinh phần thức sinh, sinh phần tương tục tâm chủng loại chẳng diệt, chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một pháp nào từ đời này đến đời khác mà có sinh diệt. Thế nghiệp đã làm và thọ quả báo đều chẳng hư mất, không có người tác nghiệp, cũng không người thọ báo. Này đại vương, lúc thức tối hậu ấy diệt gọi là tử số, nếu sơ thức sinh thì gọi là sinh số. Này đại vương, hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc nói diệt cũng không đi đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh cũng không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tử không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sinh ấy không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh lìa. Hậu thức ấy thể tánh hậu thức không, duyên ấy thể tánh duyên thức không, nghiệp ấy thể tánh nghiệp không, tự ấy thể tánh tự không, sơ thức thể tánh sơ thức không, thọ thể tánh thọ không, thế gian thể tánh thế gian không, niết bàn thể tánh niết bàn không, khởi thể tánh khởi không, hoại thể tánh hoại không. Này đại vương, như vậy tác nghiệp và quả báo đều không hư mất, không có mười tác nghiệp, cũng không có người thọ báo. Chỉ theo thế tục mà có chứ không phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không ấy là không giải thoát môn. Không ấy không có tướng không, gọi là vô tướng giải thoát môn. Đã không có tướng thì cũng không có nguyện cầu, gọi là vô nguyện giải thoát môn. Này đại vương, như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát. Cùng với không đi chung, đường trước là niết bàn, xa rời các tướng, xa rời nguyện cầu, cứu cánh niết bàn giới, quyết định như pháp giới, khắp hư không tế. Này đại vương, nên biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Này đại vương, như người trong mộng đấu với kẻ oán thù, người ấy thức dậy rồi khi nhớ trong mộng cùng kẻ địch đấu nhau. Ý đại vương thế nào? Sự thấy trong mộng có thật chăng? Vua thưa, bạch Thế Tôn, không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy ở trong mộng cho sự ấy là thật thì có phải là trí chăng? Vua thưa, bạch Thế Tôn, không phải là trí. Vì sao? Việc trong mộng cứu cánh không có kẻ oán địch, huống là chiến đấu. Người ấy luôn tự nhọc nhằn đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy. Hàng phàm phu ngu si, không học chánh pháp, mắt thấy sắc không đáng ưa, lòng họ chẳng vui thích mà sinh chấp trước, rồi khởi giận tức làm cho tâm trượt loạn, tạo nghiệp sân. Đó gọi là thân có ba thứ nghiệp, miệng có bốn thứ nghiệp, ý có ba thứ nghiệp. Nghiệp ấy được tạo xong liền dứt mất. Nghiệp ấy dứt rồi, chẳng nương ở mười phương. Nghiệp ấy đến lúc lâm chung, tối hậu thức diệt, thấy việc làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Này đại vương, người ấy thấy nghiệp ấy hiện rồi, lòng họ kinh sợ. Từ phần nghiệp hết, nghiệp khác hiện ra giống như lúc thức dậy, nhớ việc trong mộng. Này đại vương, như vậy tối hậu thức làm chủ, nghiệp ấy làm nhân duyên, cho hai duyên ấy mà trong sinh phần thức, tâm bắt đầu khởi, hoặc sinh địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, hoặc sinh Atula, trời người. Thức trước diệt rồi, sinh phần thức sinh, sinh phần tương tục tâm chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một pháp nào từ đời nay đến đời sau mà có sinh diệt. Thế nghiệp đã làm và thọ quả báo đều chẳng hư mất, không có người tác nghiệp, cũng không có người thọ báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt thì gọi là tử số, nếu sơ thức sinh thì gọi là sinh số. Này đại vương, hậu thức ấy lúc khởi, nó không từ đâu đến, lúc đến lúc diệt nó cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tử cũng không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh liền.
hậu thức ấy thể tánh hậu thức không, duyên ấy thể tánh duyên không, nghiệp ấy thể tánh nghiệp không, tử ấy thể tánh tử không, sơ thức ấy thể tánh sơ thức không, thọ sinh ấy thể tánh thọ sinh không, thế gian thể tánh thế gian không, niết bàn thể tánh niết bàn không, khởi thể tánh khởi không, hoại thể tánh hoại không. Này đại vương, như vậy tác nghiệp và quả báo đều chẳng hư mất, không có người tác nghiệp cũng không có người thọ báo, chỉ theo thế tục mà có chứ chẳng phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không ấy là không giải thoát môn, không ấy không có tướng, không nên là vô tướng giải thoát môn. Nếu đã vô tướng thì không có nguyện cầu nên gọi là vô nguyện giải thoát môn. Tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát, cùng đi chung với không. Niết bàn là con đường trước, xa lìa các tướng, xa lìa nguyện cầu, cứu cánh niết bàn giới, quyết định như pháp giới, khắp hư không tế. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Này đại vương, như có người ở trong chiêm bao bị quỷ nhiễu não, lòng họ kinh sợ, tức dậy người ấy nhớ lại quỷ trong mộng. Ý đại vương thế nào? Quỷ được thấy trong mộng có thật chăng? Vua thưa Bạch Thế Tôn không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy ở trong mộng cho là thật, thì có phải là trí chăng? Vừa thưa, Bạch Thế Tôn không phải là trí. Vì sao? Vì trong mộng, quỷ còn không có, huống là sợ. Người ấy luống tự nhọc nhằn, đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy, hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, mắt thấy sắc rồi, với sẽ xứ sắc vọng sinh chấp trước, rồi tạo nghiệp chấp trước. Đó chính là thân có ba thứ nghiệp, miệng có bốn thứ nghiệp, ý có ba thứ nghiệp. Nghiệp ấy được tạo rồi, thì dứt mất. Nghiệp ấy diệt rồi, chẳng nương ở mười phương. Nghiệp ấy đến lúc lâm chung, tối hậu thức diệt. Thấy nghiệp đã tạo từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Này đại vương, người ấy thấy rồi, lòng họ kinh sợ từ phần nghiệp hết. Nghiệp khác sinh ra giống như thức dậy nhớ sự việc trong mộng. Này đại vương, như vậy tối hậu thức làm chủ, nghiệp ấy làm nhân duyên, do hai duyên ấy mà trong sinh phần thức, tâm ban đầu khởi hoặc sinh địa ngục súc sinh, gì mà là giới hoặc sinh Atula, trời người, thức trước diệt, sinh phần thức sinh, sinh phần tương tục tâm chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không một pháp nào, từ đời nay đến đời sau mà có sinh diệt, thấy nghiệp đã làm và tạo quả báo, đều chẳng hư mất, không có người tác nghiệp, cũng không có người thọ báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt gọi là tự số, nếu sơ thức sinh gọi là sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi, nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh, nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh, nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tử, nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Sơ thức ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh ly. Hậu thức thể tánh hậu thức không, duyên thể tánh duyên không, nghiệp thể tánh nghiệp không, tử thể tánh tử không, sơ thức thể tánh sơ thức không, thọ sinh thể tánh thọ sinh không, thế gian thể tánh thế gian không, niết bàn thể tánh niết bàn không, khởi thể tánh khởi không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư, không có người tác nghiệp cũng không có người thụ báo, chỉ theo thế tục mà có chứ không phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không ấy là không giải thoát môn, không ấy không có tướng không nên gọi là vô tướng giải thoát môn. Nếu đã không tướng thì không nguyện cầu nên gọi là vô nguyện giải thoát môn. Tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát, cùng đi chung với không. Niết bàn là con đường trước, xa lìa các tướng, xa lìa nguyện cầu, cứu cánh niết bàn giới, quyết định như pháp giới, khắp hư không tế. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Kinh Đại Bảo Tích quyển 74, Hán dịch Đại Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá, Pháp hội 16, Bồ Tát Thế Phật phần 14, phẩm 25, Sáu giới sai biệt phần 2. Này đại vương, như người trong mộng thấy nữ nhân đoan chánh đệ nhất trong nước, ở bên nữ nhân ấy được nghe âm nhạc vi diệu đáng ưa, người ấy gần nữ nhân nghe âm nhạc thụ hưởng vui năm dục,
Sau khi thức dậy, người ấy nhớ lại âm nhạc đáng ưa trong mộng. Ý đại vương thế nào? Những gì được thấy trong mộng có thật chăng? Vua nói bạch Thế Tôn, không thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, trong mộng người ấy cho là thật, thì có phải là trí chăng? Vua thưa, bạch Thế Tôn, không phải trí. Vì sao? Nữ nhân và âm nhạc trong mộng cứu cánh đều không, huống là vui năm dục. Người ấy tự cho là khó nhọc, đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy, hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp. Họ thấy nữ nhân và nghe âm nhạc, thích ý sinh lòng chấp trước. Sinh lòng chấp trước rồi, sinh yêu thích âm nhạc. Đã sinh lòng yêu thích âm nhạc rồi, sinh tâm nhiễm trước. Sinh tâm nhiễm trước rồi, tạng nghiệp nhiễm trước. Đó là thân có ba, miệng có bốn và ý có ba. Ba thứ nghiệp, nghiệp ấy được tạo rồi liền dứt diệt. Nghiệp ấy diệt rồi, chẳng đương ở mười phương, nghiệp ấy như vậy. Đến lúc lâm chung, tối hậu thức diệt, thấy nghiệp đã làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Người ấy thấy rồi sinh lòng kinh sợ, từ phần nghiệp hết, nghiệp khác sinh ra, giống như thức dậy nhớ sự trong mộng. Này đại vương, như vậy tối hậu thức làm chủ, nghiệp ấy làm nhân duyên, do hai nhân duyên ấy nên trong sinh phần tức tâm ban đầu khởi, hoặc sinh địa ngục xuất sinh Yamala giới, hoặc sinh vào xứ Atula, vào trời người. Thức ấy diệt rồi, sinh phần tức sinh, sinh phần tương tục, tâm chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một pháp nào từ đời này đến đời sau mà có sinh diệt. Thánh nghiệp đã làm và thọ quả báo đều chẳng mất hư, không có người tác nghiệp cũng không có người thọ báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt gọi là tự số, nếu sơ thức sinh gọi là sinh số, hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt cũng chẳng đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Từ ấy lúc tử không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh lìa. Hậu thức, thà tánh hậu thức không. Duyên, thà tánh duyên không. Nghiệp, thà tánh nghiệp không. Tử, thà tánh tử không. Sơ thức, thà tánh sơ thức không. Thọ sinh, thà tánh thọ sinh không. Thế gian, thể tánh thế gian không. Niết bàn, thể tánh niết bàn không. Khởi, thể tánh khởi không. Hoại, thể tánh hoại không. Tác nghiệp và quả báo như vậy đều không mất hư, không có người tác nghiệp cũng không có người tỏa báo, chỉ theo thế tục mà có chứ chẳng phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giả thoát môn, không ấy không có tướng, không là vô tướng giả thoát môn, đã không tướng nên không nguyện cầu là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều có đủ ba môn giải thoát, cùng đi không với không. Niết bàn là con đường trước, xa lìa các tướng, xa lìa nguyện cầu, cứu cánh niết bàn. Giới quyết định như pháp giới, khắp hư không tế. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ đều phải biết như vậy. Này đại vương, ta nghe âm thanh sâu ác, sinh khởi ác tâm. Này đại vương, như người trong mộng thấy thân ái biệt ly, lòng họ rất khổ não buồn rầu, khóc kể, hoặc ly biệt cha mẹ, vợ con, quyến thuộc yêu thương. Thức dậy rồi người ấy nhớ lại sự trong mộng. Ý đại vương thế nào? Sự thật trong mộng có thật chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, không thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy cho sự trong mộng là thật thì có phải là trí chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, chẳng phải trí. Vì sao? Vì thân ái biệt ly được thấy trong mộng ấy, cứu cánh không có, huống là buồn khóc. Người ấy tự cho là khó nhọc, đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy. Hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, họ thấy nghe âm thanh xấu ác liền chấp trước. Đã sinh chấp trước nên sinh lộng chẳng ưa, vì chẳng ưa nên sinh giận hờn, vì sinh giận hờn nên tạo nghiệp sân. Đó là thân có ba, miệng có bốn và ý có ba thứ nghiệp. Nghiệp ấy tạo rồi liền dứt diệt. Nghiệp ấy diệt rồi, chẳng đứng ở mười phương. Nghiệp như vậy đến lúc lâm chung, tối hậu thức diệt, thấy nghiệp đã làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Người ấy thấy rồi sinh lòng kinh sợ, từ phần nghiệp hết, nghiệp khác hiện ra, giống như thức dậy nhớ sự trong mộng. Cũng vậy tối hậu thức làm chủ, nghiệp ấy làm nhân duyên, do hai duyên ấy nên trong sinh phần thức tâm ban đầu, khởi hoặc sinh địa ngục, xuất sinh,
gì mà là giới hoặc sinh vào cõi Atula, cõi trời người, thức trước đã diệt. Thọ sinh phần thức sinh, sinh phần tương tục, tâm chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không một phép nào, từ đời này đến đời sau mà có sinh diệt, thế nghiệp đã làm và tạo quả báo đều chẳng mất hư. Không có người tác nghiệp, cũng không có người tỏa báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt gọi là tự số, nếu sơ thức sinh gọi là sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tự không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh lìa vậy. Hậu thức, thể tánh hậu thức không, duyên thể tánh duyên không, nghiệp thể tánh nghiệp không, tử thể tánh tử không, sơ thức thể tánh sơ thức không, thọ sinh thể tánh thọ sinh không, thế gian thể tánh thế gian không, niết bàn thể tánh niết bàn không, khởi thể tánh khởi không, hoại thể tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư. Không có người tác nghiệp, cũng không có người tỏa báo, chỉ theo thế tục mà có, chứ chẳng phải để nhất nghĩa. Nay đại vương phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn. Không ấy không có tướng không, là vô tướng giải thoát môn. Đã không tướng nên không nguyện cầu, là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát, cùng để chung với không, niết bàn là con đường trước, xa lìa các tướng, xa lìa nguyện cầu, cứu cánh, niết bàn, giới. Quyết định như pháp giới, khắp hư không tế. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Này đại vương, tai nghe xả thanh, khởi xả tướng. Như người trong mộng nghe câu chẳng rõ nghĩa, thức dậy người ấy nhớ lại tiếng được nghe trong mộng. Ý đại vương thế nào, tiếng nghe trong mộng có thật chăng? Vua thưa, bạch Thế Tôn, không thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, ý đại vương thế nào? Người ấy nằm mộng cho là thật, thì có phải là trí chăng? Vua thưa, bạch Thế Tôn, chẳng phải trí. Vì sao? Vì trong mộng đốt ráo không có âm thanh để được, huống là có câu có rõ nghĩa, câu chẳng rõ nghĩa. Người ấy tự cho là khó nhọc, đều không thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy. Hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, họ nghe xả thanh, bèn sinh chấp trước, nên mê hoặc mà tạo nghiệp ngu si. Đó là thân có ba, miệng có bốn và ý có ba thứ nghiệp. Nghiệp được tạo rồi liền dứt diệt, nghiệp ấy diệt rồi chẳng nương ở mười phương. Nghiệp như vậy đến lúc lâm chung, tối hậu thức diệt, thấy sự đã làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Người ấy thấy rồi sinh tâm chấp trước, tự phân nghiệp hết, nghiệp khác hiện ra, giống như thức dậy nhớ tiếng câu chẳng rõ nghĩa được nghe trong mộng. Này đại vương, như vậy tối hậu thức làm chủ, nghiệp ấy làm nhân chuyên, do hai duyên ấy nên trong sinh phần thức tâm ban đầu khởi, hoặc sinh địa ngục súc sinh, gì mà là giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh trong cõi trời người, thức trước đại diện tức thọ sinh phần sinh, sinh phần tương tục tâm chẳng, tâm chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một phép nào từ đời này đến đời sau mà có sinh diệt, thế nghiệp đã làm và thọ quả báo đều chẳng mất hư. Không có người tạo nghiệp, cũng không có người thọ báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt gọi là tự số, nếu sơ thức sinh thì gọi là sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh cũng không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tử chẳng từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh xa lìa. Hậu thức thể tánh hậu thức không, duyên thể tánh duyên không, nghiệp thể tánh nghiệp không, tử thể tánh tử không, sơ thức thể tánh sơ thức không, thọ sinh thể tánh thọ sinh không, thế gian thể tánh thế gian không, niết bàn thể tánh niết bàn không, khởi thể tánh khởi không, hoại thể tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy không mất hư. Không có người tác nghiệp, không có người tỏa báo, chỉ vì theo thế tục mà có, chứ chẳng phải để nhất nghĩa.
Này đại vương, tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn. Không ấy không có tướng không là vô tướng giải thoát môn. Nếu không tướng thì không nguyện cầu là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba giải thoát môn cùng đi chung với không. Niết bàn là con đường trước, xa rời tướng, xa rời nguyện cầu của các niết bàn giới, quyết định như pháp giới cùng khắp cõi hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thế dụ phải biết như vậy. Này đại vương, ví như người chiêm bao lấy hương gỗ chiên đàn, hoặc hương lá đa ma la và các thứ hương khác để xoa thân mình. Thức dậy, người ấy lại nhớ lại các thứ hương được xoa trong mộng vừa rồi. Ý đại vương thế nào, sẽ thấy trong mộng ấy có thật chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy với những điều đó cho là thật thì có phải là trí chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, chẳng phải trí. Vì sao? Vì trong mộng rốt ráo không có hương, huống là xoa thân. Người ấy tự cho là khó nhọc đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương cũng vậy, hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp. Họ ngửi hương thơm bèn mến thích. Mến thích rồi là sinh vui thú rồi, liền khởi tâm chấp nhiễm trước. Nhiễm trước rồi, liền tạo nghiệp nhiễm trước, đó là ba thứ nghiệp của thân, bốn thứ nghiệp của miệng và ba thứ nghiệp của ý. Nghiệp được tạo rồi, liền dứt mất. Khi mất, nghiệp ấy chẳng nương ở mười phương, nghiệp ấy đến lúc lâm chung, tới hậu thất diệt. Thấy nghiệp đã làm từ trước hiện trong tâm tưởng, giống như chim bao thức dậy, nhớ hương thơm được ngửi trong mộng. Này đại vương, như vậy tối hậu thức làm chủ, nhân nghiệp ấy làm nhân chuyên, vì hai duyên ấy mà trong sinh phần thức tâm ban đầu sinh khởi, hoặc sinh địa ngục xuất sinh Yamala giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh trong cõi trời người, thức trước đã diệt, thọ sinh phần thức sinh phần tâm tương tục chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một pháp nào từ đời này đến đời sau mà có sinh diệt, thấy nghiệp đã làm và tạo quả báo đều chẳng mất hư, không có người tác nghiệp cũng không có người thọ báo. Này đại vương, lúc hậu thức diệt gọi là tử số, nếu sơ thức sinh thì gọi là sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng chẳng đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó chẳng đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó chẳng đến đâu. Tử ấy lúc tử không từ đâu đến, lúc diệt nó chẳng đến đâu. Sơ thức ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó chẳng đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó chẳng đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh xa lìa. Hậu thức thọ tánh hậu thức không, duyên thọ tánh duyên không, nghiệp thọ tánh nghiệp không, tử thọ tánh tử không, sơ thức thọ tánh sơ thức không, thọ sinh thọ tánh thọ sinh không, thế gian thọ tánh thế gian không, niết bàn thọ tánh niết bàn không, khởi thọ tánh khởi không, hoại thọ tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư, không có người tác nghiệp, không có người tọa báo, chỉ vì theo thế tục mà có, chớ chẳng phải đại nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn, không ấy không có tướng không là vô tướng giải thoát môn, đã không tướng nên không nguyện cầu là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát cùng đi chung với không. Niết bàn là con đường trước, xa rời tướng, xa rời nguyện cầu của cánh niết bàn giới, quyết định như pháp giới cùng khắp cõi hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thế dục phải biết như vậy. Này đại vương, những người chiêm bao thấy của mình đeo những tử thi rắn chó thay người, tức dạy người ấy nhớ lại cảnh mộng rồi sinh tâm sợ sệt. Ý đại vương thế nào, cảnh mộng ấy có thật chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, không thật. Đức Phật nói, này đại vương, người chấp tử lấy tử thi được thấy trong mộng, có phải là trí chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, không, chẳng phải trí. Vì sao? Vì trong mộng cứu cánh còn không có tử thi, huống là cột nơi cổ. Người tự cho là khó nhọc đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương cũng vậy, hai phàm phu ngu si không học chánh pháp, họ thấy thối xấu thì chấp trước rồi khỏi tâm không ưa thích, do không ưa thích nên sinh tâm giận tức, do sinh tâm giận tức nên tạo nghiệp giận tức, đó là ba thứ nghiệp của thân, bốn thứ nghiệp của miệng, ba thứ nghiệp của ý. Nghiệp ấy được tạo rồi liền dứt diệt, nghiệp ấy diệt rồi chẳng đứng ở mười phương, nghiệp ấy lúc lâm chung tối hậu thất diệt, thấy việc làm từ trước hiện trong tâm tưởng, người ấy thấy rồi sinh lòng ghét bỏ, tự phân nghiệp hết, nghiệp khác hiện ra, giống như thức dậy nhớ sự việc trong mộng.
Nay đại vương tối hậu tức làm chủ, do nghiệp ấy làm nhân duyên. Vì hai duyên ấy mà trong sinh phần tức tâm ban đầu khởi, hoặc sinh địa ngục xuất sinh chim ma la giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh trong cõi trời người, thức trước đã diệt, tạo sinh phần tức sinh, sinh phần tâm tương tục chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một pháp nào từ đời này đến đời sau mà có sinh diệt, thế nghiệp được làm và thọ quả báo đều chẳng mất hư. Không có người tác nghiệp, cũng không có người tọa báo. Này đại vương, hậu thức ấy, lúc diệt gọi là tự số, nếu sơ thức sinh thì gọi là sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tử không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Về tự tánh xa lìa. Hậu thức thể tánh hậu thức không, duyên thể tánh duyên không, nghiệp thể tánh nghiệp không, tử thể tánh tử không, sơ thức thể tánh sơ thức không, thọ sinh thể tánh thọ sinh không, thế gian thể tánh thế gian không, niết bàn thể tánh niết bàn không, khởi thể tánh khởi không, hoại thể tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư. Không có người tác nghiệp cũng không có người tọa báo, chỉ vì theo thứ tục mà có chứ chẳng phải là nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn, không ấy không có tướng không, là vô tướng giải thoát môn, đã không tướng nên cũng không nguyện cầu, là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát cùng đi chung với không. Niết bàn là con đường trước xa lìa tướng, xa lìa nguyện của các niết bàn giới, quyết định như pháp giới cùng khắp cõi hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Này đại vương, những người chiêm bao thấy tỷ căn hoại tức dậy, người ấy nhớ lại mũi mình hư. Ý đại vương thế nào? Sự thấy trong mộng có thật chăng? Vua Thương Bà Thế Tôn chẳng có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy chấp cảnh mộng là thật thì có phải là trí chăng? Vua Thương Bà Thế Tôn chẳng phải trí. Vì sao? Vì trong mộng cứu cánh không có tỷ căn huống là hư hoại, người ấy tự cho là khó nhọc, đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, họ thấy tỷ căn hoại thì chấp trước, sinh chấp trước rồi sinh tâm lo sợ rồi sinh tâm nhiễm trước, sinh tâm nhiễm trước rồi tạo nghiệp nhiễm trước, đó là ba thứ nghiệp của thân, bốn thứ nghiệp của miệng, ba thứ nghiệp của ý. Nghiệp ấy được tạo xong liền dứt diệt, nghiệp ấy diệt rồi chẳng đứng ở mười phương, nghiệp ấy đến lúc lâm chung tối hậu thức diệt, thấy việc làm, thấy việc đã làm hiện trong tâm tưởng, thế rồi người ấy sinh lòng sợ sệt, từ phần nghiệp hết nghiệp khác hiện ra, giống như thức dậy nhớ lại sự trong mộng. Như vậy tối hậu thức làm chủ, do nghiệp ấy làm nhân chuyên, vì hai duyên ấy mà sinh phần thức tâm ban đầu khởi, hoặc sinh địa ngục xuất sinh Yamala giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh trong cõi trời người, thức trước đã diệt, tạo sinh phần thức sinh, sinh phần tâm tương tục chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một pháp nào từ đời nay đến đời sau mà có sinh diệt, thái nghiệp đã tạo và tạo quả báo đều không mất hư, không có người tác nghiệp cũng không có người tỏa báo. Này đại vương, lúc hậu thức ấy diệt gọi là tự số, nếu sơ thức sinh gọi là sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tử không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh xa lìa. Hậu thức, thể tánh hậu thức không, duyên thể tánh duyên không, nghiệp thể tánh nghiệp không, tử thể tánh tử không, sơ thức thể tánh sơ thức không, thọ sinh thể tánh thọ sinh không, thế gian thể tánh thế gian không, niết bàn thể tánh niết bàn không, khởi thể tánh khởi không, hoại thể tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư. Không có người tác nghiệp, cũng không có người tỏa báo, chỉ theo thế tục mà có, chớ không phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn. Không ấy không có tướng không, là vô tướng giải thoát môn, đã không tướng nên cũng không nguyện cầu, là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát cùng đi chung với không. Trên đường trước là niết bàn, xa lìa tướng, xa lìa nguyện cầu, cứu cánh niết bàn giới,
quyết định như pháp giới cung khắp cõi hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Này đại vương, như người mộng thấy mình đói khát được cơm, canh ngon, tha hồ ăn uống. Thức dậy người ấy nhớ lại cơm, canh ngon được ăn trong mộng. Ý đại vương thế nào? Việc trong mộng ấy có thật chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy cho sự mộng là thật thì có phải là trí chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, chẳng phải trí. Vì sao? Vì trong mộng cứu cánh không có cơm canh, huống lại có ăn. Người ấy tự cho là khó nhọc đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy. Hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, họ thấy các thức ăn thì sinh tâm chấp trước, sinh chấp trước rồi khởi tâm tham ưa. Tham ưa rồi liền sinh tâm nhiễm trước, sinh tâm nhiễm trước rồi liền tận nghiệp nhiễm trước, đó là ba thứ nghiệp của thân, bốn thứ nghiệp của miệng, ba thứ nghiệp của ý. Nghiệp ấy được tạo rồi liền chức diệt, nghiệp ấy diệt rồi chẳng đương ở mười phương cho đến lúc lâm chung, tức hậu tức diệt. Thấy việc làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng, người ấy thấy rồi sinh lòng tham chấp, từ phần nghiệp hết nghiệp khác sinh ra, giống như người mộng thức dậy nhớ việc trong mộng. Này đại vương, như vậy tôi hầu thức làm chủ, do nghiệp ấy làm nhân chuyên, vì hai duyên ấy mà sinh, mà trong sinh phần thức tâm ban đầu khởi, hoặc sinh vào địa ngục xuất sinh diêm ma la giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh vào cõi trời người, thức trước đã diệt, thọ sinh phần thức sinh, sinh phần tâm tương tục chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không có một pháp nào từ đời này đến đời sau mà có sinh diệt, thế nghiệp đã làm từ trước mà thọ quả báo đều chẳng mất hư. Không có người tác nghiệp, cũng không có người thọ quả báo. Này đại vương, lúc hậu thức ấy diệt gọi là vào tử số, nếu sơ thức sinh thì gọi là vào sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tự không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Sơ thức lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh xa lìa. Hậu thức tự tánh hậu thức không, duyên tự tánh duyên không, nghiệp tự tánh nghiệp không, tử tự tánh tử không, sơ thức tự tánh sơ thức không, thọ sinh tự tánh thọ sinh không, thế gian tự tánh thế gian không, niết bàn tự tánh niết bàn không, khởi tự tánh khởi không, hoại tự tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều chẳng mất hư, không có người tạo nghiệp cũng không có người tỏa báo, chỉ theo thứ tục mà có chứ chẳng phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn, không ấy không có tướng không là vô tướng giải thoát môn, đã không tướng nên cũng không nguyện cầu là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát cùng đi với không, trên đường trước là niết bàn, xa lìa tướng, xa lìa nguyện, cứu cánh niết bàn giới, quyết định như pháp giới, cùng khắp cõi hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ phải biết như vậy. Này đại vương, như người mộng thấy mình quá đói, gặp được dưa đắng, trái câu sa, trái nhâm bà, liền lấy ăn. Thức dậy người ấy nhớ lại trong mộng ăn những trái đắng. Ý đại vương thế nào? Trong mộng người ấy có thật ăn trái đắng chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy cho việc trong mộng là thật thì có phải là trí chăng? Vua thưa bạch Thế Tôn, chẳng phải trí. Vì sao? Vì trong mộng còn không có trái đắng, huống là có ăn. Người ấy tự cho là khó nhọc đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy. Hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, không thấy bị đói khổ, họ liền sinh tâm chấp trước, sinh tâm chấp trước rồi liền tạo nghiệp chấp trước, đó là ba thứ nghiệp của thân, bốn thứ nghiệp của miệng, ba thứ nghiệp của ý. Ta mười nghiệp chấp trước nơi thân, khẩu và ý. Nghiệp được tạo rồi liền dứt mất, nghiệp ấy diệt rồi chẳng được ở mười phương cho đến lúc lâm chung, tối hậu thức diệt, thấy việc làm từ trước hiện trong tâm tưởng. Người ấy thấy rồi trong tâm sinh vọng tưởng, từ phần nghiệp hết nghiệp khác sinh ra, giống như người mộng thức dậy nhớ việc trong mộng. Như vậy tu hậu thức làm chủ, do nghiệp ấy làm nhân chuyên, vì hai chuyên ấy mà trong sinh phần thức tâm ban đầu khởi, hoặc sinh vào địa ngục súc sinh diêm ma la giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh vào cõi trời người, thức trước đã diệt,
thọ sinh phần tức sinh, sinh phần tâm tương tục chủng loại chẳng tuyệt. Nên này đại vương, không một pháp nào từ nơi này đến đời sau mà có sinh diệt. Thấy nghiệp đã làm từ trước và thọ quả báo đều chẳng bất hư, không có người tạo nghiệp cũng không có người thọ báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt gọi là vào tự số, nếu sơ thức sinh gọi là vào sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi, nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tử nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Sơ thức ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh nó không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh xa lìa. Hậu thức, thọ tánh hậu thức không, duyên thọ tánh duyên không, nghiệp thọ tánh nghiệp không, tử thọ tánh tử không, sơ thức thọ tánh sơ thức không, thọ sinh thọ tánh thọ sinh không, thế gian thọ tánh thế gian không, niết bàn thọ tánh niết bàn không, khởi thọ tánh khởi không, hoại thọ tánh hoại không. Này đề vương, tác nghiệp và thọ báo như vậy đều chẳng bất hư, không có người tạo nghiệp cũng không có người thọ báo, chỉ theo thế tục mà có chứ chẳng phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn. Không ấy, không có tướng không là vô tướng giải thoát môn, lại không tướng nên cũng không nguyện cầu là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát, cùng đi với không trên đường trước niết bàn, xa lìa tướng, xa lìa nguyện cầu, có cái niết bàn giới, quyết định như pháp giới, cùng khắp cõi hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả ví dụ phải biết như vậy. Này đại vương, như người mộng thấy lưỡi mình hư hoại, thức dậy, người ấy nhớ lại việc mộng, ý đại vương thế nào? Vì trong mộng ấy có thật chăng? Vua thường Bạch Thế Tôn, không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, ý đại vương thế nào? Người ấy cho việc trong mộng là thật thì có phải là trí chăng? Vua thường Bạch Thế Tôn, chẳng phải là trí. Vì sao? Vì trong mộng lưỡi còn chẳng có huống là hư hoại, người ấy tự cho là khó nhọc đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương cũng vậy, hàng phàm phu ngu si không học chánh pháp, thấy thiệt căn hư hoại thì sinh tâm chấp trước, sinh tâm chấp trước rồi liền sinh tâm không ưa thích, sinh tâm không ưa thích rồi liền tạo nghiệp nhiễm trước. Đó là ba thứ nghiệp của thân, bốn thứ nghiệp của miệng, ba thứ nghiệp của ý. Nghiệp ấy được tạo rồi liền dứt diệt, chẳng đứng ở mười phương cho đến lúc lâm chung tối hậu thức diệt, thấy việc làm trước hiện trong tâm tưởng, người ấy thấy rồi lòng lo sợ từ phần nghiệp hết, nghiệp khác hiện ra giống như người mộng thức dậy nhớ lại việc trong mộng. Như vậy tối hậu thức làm chủ, do nghiệp ấy làm nhân duyên, vì hai duyên ấy nên trong sinh phần thức tâm ban đầu, hoặc sinh vào địa ngục súc sinh Yamala giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh vào cõi trời người, tức trước đã diệt. Thọ sinh phần tức sinh, sinh phần tâm tương tục, chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không một pháp nào từ đời này phải đến đời sau mà có sinh diệt. Thấy nghiệp đã làm từ trước và thọ báo đều không bất hư, không có người tác nghiệp cũng không có người thọ báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt gọi là vào tử số, nếu sơ thức sinh thì gọi là vào sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Tự ấy lúc tự không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Sơ thức ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Thọ sinh ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh xa lìa. Hậu thức, thọ tánh hậu thức không, duyên thọ tánh duyên không, nghiệp thọ tánh nghiệp không, tử thọ tánh tử không, sơ thức thọ tánh sơ thức không, thọ sinh thọ tánh thọ sinh không, thế gian thọ tánh thế gian không, niết bàn thọ tánh niết bàn không, khởi thọ tánh khởi không, hoại thọ tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và quả báo như vậy đều không bất hư, không có người tác nghiệp, không có người tạo báo, chỉ theo thế tục mà có chứ chẳng phải để nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giải thoát môn. Không ấy không có tướng không là vô tướng giải thoát môn, đã không tướng nên cũng không nguyện cầu là vô nguyện giải thoát môn. Như vậy tất cả pháp đều đủ ba môn giải thoát, cùng đi chung với không trên đường trước niết bàn, xa rời tướng, xa rời nguyện cầu của cái niết bàn giới, quyết định như pháp giới, cùng khắp cõi hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả thí dụ đều phải biết như vậy. Này đại vương, như người mộng
sư thấy ôm ấp nữ nhân đẹp nhất nước. Thức dậy, người ấy nhớ lại sự chăm sóc êm dịu trong mộng. Ý đại vương thế nào? Việc mộng ấy có thật chăng? Vua thưa, Bạch Thế Tôn, không có thật. Đức Phật hỏi, này đại vương, người ấy cho việc trong mộng ấy là thật, thế có phải là trí chăng? Vua thưa, Bạch Thế Tôn, chẳng phải trí. Vì sao? Vì trong mộng cứu cánh không có của gái ấy, huống là chạm xúc êm dịu. Người ấy tự cho là khó nhọc, đều không có thật. Đức Phật nói, này đại vương, cũng vậy, hàng phàm phu ngu sẽ không học chánh pháp. Họ thấy sắc vừa ý thì sinh tâm chấp trước, tâm sinh chấp trước rồi liền khởi ái dục, khởi ái dục rồi liền sinh nhiễm trước, sinh tâm nhiễm trước rồi liền tạo nghiệp nhiễm trước, đó là ba thứ nghiệp của thân, bốn thứ nghiệp của miệng, ba thứ nghiệp của ý. Nghiệp ấy được tạo rồi liền dứt diệt chẳng đứng ở mười phương, cho đến lúc lâm chung tứ hậu thức diệt, thấy nghiệp làm từ trước hiện trong tâm tưởng, người ấy thấy rồi sinh lòng ưa vui, tự phân nghiệp hết, nghiệp khác hiện ra giống như người mộng thức dậy trong nhớ sự trong mộng. Như vậy tối hậu thức làm chủ, nghiệp ấy làm nhân duyên. Vì hai nghiệp ấy nên trong phần thức tâm ban đầu khởi, hoặc sinh vào địa ngục súc sinh, vì mà là giới, hoặc sinh vào cõi Atula, hoặc sinh vào cõi trời người, thức trước đã diệt. Thọ sinh phần thức sinh, sinh phần tâm tương tục chủng loại chẳng tuyệt. Này đại vương, không một pháp nào từ đời này đến đời sau mà có sinh diệt. Thấy nghiệp đã làm và thọ có quả báo đều chẳng mất hư, không có người tác nghiệp cũng không người thụ báo. Này đại vương, hậu thức ấy lúc diệt gọi là vào tưởng số, nếu sơ thức sinh thì gọi là vào là sinh số. Hậu thức ấy lúc khởi không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Duyên ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Nghiệp ấy lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Tự ấy không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Sơ thức lúc sinh không từ đâu đến, lúc diệt nó cũng không đến đâu. Thọ sinh không từ đâu đến, lúc diệt cũng không đến đâu. Vì sao? Vì tự tánh xa lìa. Hậu thức, thà tánh hậu thức không. Duyên, thà tánh duyên không. Nghiệp, thà tánh nghiệp không. Tử, thà tánh tử không. Sơ thức, thà tánh sơ thức không. Thọ sinh, thà tánh thọ sinh không. Thế gian, thà tánh thế gian không. Niết bàn, thà tánh niết bàn không. Khởi, thà tánh khởi không. Hoại, thà tánh hoại không. Này đại vương, tác nghiệp và thọ báo như vậy đều chẳng mất hư. Không có người tác nghiệp, không có người thọ báo, chỉ theo thế tục mà có, thì chẳng phải là nhất nghĩa. Này đại vương, phải biết tất cả pháp đều không tịch, tất cả pháp không là không giả tốt môn. Không ấy không có tướng không, là vô tướng giả tốt môn. Đã không tướng nên cũng không nguyện cầu, là vô nguyện giả tốt môn. Như vậy tất cả pháp đều là đủ ba môn giả thoát. Cùng đi với không trên đường trước Niết Bàn, sẽ lìa tướng sao là nguyện cầu. Cô cánh Niết Bàn giới, quyết định như pháp giới, cung cấp cỏ hư không. Này đại vương, phải biết các căn như ảo, cảnh giới như mộng, tất cả ví dụ phải biết như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đà Bồ Tát, Pháp Hội Bồ Tát Thấy Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp kẻ, được tự và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.